Đề bài ví dụ 7.1 cho chúng ta là một nhà máy có 3 phần xưởng ABCD 25, 25, 35, 40. Đừng có đọc một cách vô thức, mà đọc và phải để ý xem là 25, 35, 40 có đặc điểm gì. Đặc điểm thứ nhất, ăn dần. Đặc điểm thứ hai, cộng với nhau bằng 100%. Đây là chìa khóa rất quan trọng. Đáng nghe rằng quan trọng, nhưng quan trọng ở đây là cộng lại 100%. Cho nên nếu như chúng ta có thể gọi luôn đấy là ABC hoặc là A1 B1 C1, A1 A2 A3 là biến cố sản phẩm lấy ra của phân xưởng A, phân xưởng B, phân xưởng C, thì PA sẽ bằng 0,25, PB bằng 0,35 và PC sẽ bằng 0,40, hoặc là PA1 bằng 0,25, PA2 bằng 0,35, PA3 bằng 0,4. Trong bài thì nó gọi là ABC. Chúng ta có thể gọi A1, A2, A3 nhé. Đấy. Thế là cái hình này nó lập thành một hệ đầy đủ, cộng lại 100% là hệ đầy đủ. Như vậy là PA bằng 0,25, PB bằng 0,35, PC bằng 0,4. Sau đó áp dụng công thức xác suất đầy đủ. Chúng ta bình tĩnh xử lý. Công thức xác suất đầy đủ là PH. Thì ở đây các biến cố trong hệ đầy đủ là ABC. Như vậy con này nó sẽ là PA nhân với P của H trên A. PB nhân với P của H trên B cộng PC nhân với P của H trên C. Tất nhiên các em có thể ghi thế này, nó không sai nhưng nó không giải quyết gì cả. PH nhân với P của A trên H. Công thức này không sai nhưng mà hai bên nó đều có PH cả, nó sản xuất hết, nó đi hết mất. Mục đích chúng ta đang tính PH mà chúng ta có hai vế đều có PH sản xuất hết, không tác dụng gì cả. Sai thì không sai nhưng mà không có tác dụng. Đấy, đấy là trong trường hợp mà chúng ta biết lộn công thức, cũng phải thông minh một tí, để ý một tí, ba cái đều có pH ở nước này. Thế cái này là đề bài bảo là 0,25 đúng không? Con này là 0,35 và con này là bằng 0,4. Thế mình phải tính con này, con này và con này. Thế đề bài bảo là chúng ta rằng là cái tỷ lệ làm ra phế phẩm xác suất phế phẩm của phân xưởng thứ nhất là 0,1, 0,01. Có nghĩa là chắc chắn cái phế phẩm nó là phế phẩm rồi, nó của cái phân xưởng số 1. Phân xưởng A là 0,01. Thì như vậy là chúng ta sẽ có được của xưởng thứ nhất, sản phẩm của xưởng thứ nhất phế phẩm là 0,01. Con này 0,01. Tương tự như vậy, con thứ hai, con thứ ba thay phát ra ngay. Được chưa? Đấy, có gì đâu. Thế như vậy con thứ hai được giải quyết xong. Hay số 2, kết quả là bằng 0,0195. Công thức xác suất đầy đủ dễ lắm. Thế bây giờ muốn nhập tốt được ở trong LDC thì chúng ta sẽ tính như nào? Chúng ta xác suất hệ đầy đủ này thì chính là đầu tiên là 0.25 đúng không, 0.35 và cuối cùng là 0.4. Đây là cái xác suất hệ đầy đủ. Thứ hai là xác suất có điều kiện, xác suất điều kiện. Xác suất điều kiện thì trong bài nó cho đầu tiên là 0.01 đúng không nhỉ, còn thứ hai là bao nhiêu, còn thứ hai là 0.02 và cuối cùng là 0.025. 0.02, 0.025. Cái xác suất có điều kiện rất dễ, nó chính là cái xác suất tích. Xác suất tích thì nó chính là tích của hai thằng kia. Xác suất đầy đủ nhân với xác suất điều kiện. Xong là chúng ta cộng nó lại. Cộng lại là xong.
chúng ta vẫn không hiểu tại sao nó lại nhân với nhau mà game quan sát để nó viết lại cho chúng ta. Đấy, thì trong bài này là cái cột đầu tiên của chúng ta là cái dòng đầu tiên này. BB BC. Dòng thứ hai chính là xác suất có điều kiện PH trên A PH trên B PH trên C. Dòng thứ ba là xác suất tích là cái thằng này nó nhân thằng này, thằng trên nhân thằng này này, hai thằng này nhân với nhau thì nó là PA nhân với P của H trên A. Có biết cái này bằng cái gì không? Nó chính là PAH. Tương tự như vậy, thằng này nhân với thằng này thì nó chính là PBH. PHB nhau, thằng này nhân thằng này chính là PCH. Ba thằng này cộng lại thì nó ra, đây là dòng 1, dòng 2, dòng 3. Ba thằng này cộng lại thì ra dòng 4. PH thì bằng P của H omega, chính là P của H A cộng B cộng C, chứng minh ở trên vừa rồi mà. Đấy, tức là bằng PAH cộng PBH cộng PCH. Và PAH thì chính là bằng PA nhân với P của H trên A. Tương tự như vậy. Đây là giải thích lại công thức tại sao nó lại là tổng của dòng 3 thì ra dòng 4. Dòng 1 nhân dòng 2 tại sao nó ra dòng 3? Vì nó có công thức như thế. Đấy. Cái này. P này này nhân với P này này thì chính là bằng P này. Đây là dòng 1 nhân dòng 2 chia ra dòng 3. Tổng dòng 3 ra dòng 4, dòng 4 chia dòng 3 chia dòng 4 thì ra dòng 5. Dòng 5 phải chốc là bài sau mới dùng đến. Như vậy chúng ta thay vào đây chúng ta đã được kết quả làm thủ công. Còn nếu không thì chúng ta dùng phần mềm thì như trên bảng. Đầu tiên là lấy dòng 1 nhân dòng 2 thì sẽ ra dòng 3. Sau đó tổng dòng 3 sẽ ra dòng 4 chuẩn chỉ luôn, cực kỳ là ngon lành. Lấy dòng 1 nhân dòng 2 thì ra công thức xác suất tích của từng cái một. Tổng dòng 3 ra dòng 4. Em phải viết lại cái sơ đồ này thì em về nó mới hiểu được. Đây này. Đấy. Thì cái con này nó chính là P của A1 trên B. Còn đây là P của A2 trên B. Viết thêm gì nữa? PA1 trên B bằng cái này. Không nhớ cũng phải nhớ. PA2 trên B. PAN trên B. Rồi đánh 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 dưới dạng phân số cho nó rõ nhé. Đánh dạng phân số cho nó dễ đi. Một. Đấy, ghi thế này rõ gì vẫn chưa rõ lắm, ghi thêm cái xác suất tích nữa chết là công thức không học thuộc đây thì đó đây này.
đủ chỗ. Đi thêm vào cho nó máu. Chờ ý để ghi thêm những công thức cho nó rõ. Em phải hiểu được cái mô hình sử dụng công thức này thì sau này lấy số vào em mới hiểu được. Còn cái là to quá là tràn màn hình. Nó bé lại. Cho cự bé lại. Chữ bé lại. Cái này nó không như là út nên là làm nó không dễ dàng gì. Đấy, rồi để cho cỡ chữ bé lại. Sau khi làm theo cái sơ đồ đấy chúng ta phải trốn được đấy, cỡ chữ bé lại là vừa đủ trang giấy. Đấy, đấy là lý do tại sao vừa nãy chúng ta lấy dòng cái trên nhân cái dưới đúng không nào, nhìn chưa? Đấy, cái trên nhân cái dưới thì nó ra cái dòng thứ ba xác suất tích của từng cái một, xong là có cái lệnh sum một phát thì nó sẽ ra dòng 4 đúng chưa? Xong là nếu các em lấy cái dòng 4 chia cho dòng 3, à, dòng 3 chia dòng 4 nó sẽ ra dòng 5. Thế lên mới hay. Đấy. Dòng 3 chia dòng 4 thì ra dòng 5. Cực kỳ hay khi làm bài tập một phát xong. Thì thầy rồi chúng ta đã làm đến cái chuyện là tổng có dòng 3 là dòng 4 này này. Còn lấy dòng 3 chia cho dòng 4 thì nó sẽ ra dòng 5 trong bài này chưa hỏi đến. Cái này này sẽ ra xác suất. Quên. Thế coi hỏi. Nhập thôi. Lại. Đấy. Đây. Cái này là ra cái dòng thứ năm. Xóa cái dòng này đi nhé, dòng này là sai. Xử lý đánh máy nhầm. Dòng này là đúng. Và dòng này là xóa đi. Đây là chúng ta sẽ tính được hết. Bây giờ sẽ là bài 7.4. Oh, 7.4 không cần, nó tương tự trên. Bảy chấm năm.
Thế ở đây thì chúng ta gọi AI là biến cố sản phẩm lấy ra thuộc một thứ y, nó có ba cái trở lên thì ta nên gọi A1, hai, ba, bốn, vân vân. Và B thì là biến cố sản phẩm lấy ra là chính phẩm, khi đó A1, A2, A3 là một hệ đầy đủ, bởi vì một cái sản phẩm lấy ra thì nó chỉ thuộc vào hộp thứ nhất hoặc hộp thứ hai hoặc hộp thứ ba, chứ nó không thể thuộc cả hai hai hộp, hai trong ba hộp nào đó. Cho nên các AI là hệ đầy đủ các biến cố thì xác suất lấy được mỗi một hộp này đều là bằng 1/3, và ba hộp này nó giống hệt nhau, giống hệt nhau chứ không có chuyện như một hộp bằng vàng, một hộp bằng bạc, một hộp bằng đồng. Đương nhiên là ta lấy hộp vàng luôn thì nói chuyện gì, thì nó ba hộp giống hệt nhau có nghĩa là xác suất lấy được mỗi một hộp sẽ như nhau, hiểu chưa? Đến bốn hộp mà giống hệt nhau thì xác suất mỗi cái sẽ là 1/4. Thì thầy Tần dạy là ba hộp giống nhau xác suất 1/3, hôm nào bốn hộp cũng lấy 1/3. Thế học thế là học theo kiểu tá điền quá, ba hộp thì là xác suất lấy mỗi hộp 1/3, bốn hộp thì mỗi hộp 1/4. Thế bây giờ tiếp tục B trên A1, tức là trong cái hộp thứ nhất ấy, thì có 10 sản phẩm, trong đó có 6 chính phẩm, như vậy xác suất lấy được chính phẩm ở hộp thứ nhất, có nghĩa là cái đấy nó phải là hộp thứ nhất, sự kiện hộp thứ nhất nó xảy ra rồi, là PB trên A1 6 phần 10. Tương tự như vậy PB trên A2 là 1 phần 10, bởi vì cái hộp thứ hai là nó có 10 chính phẩm trong 15, như vậy 10 trên 15. Hộp thứ ba là có 15 trên 20, đúng chưa? Như vậy theo công thức xác suất có đầy đủ thì chúng ta sẽ có được lắp công thức vào, tính ra là cuối cùng bằng 31 phần 45. Xong. Nó làm tròn em, máy tính nó làm tròn, và đây là tính thủ công. Tính thủ công thì đa số nó ra nó rất là đẹp, nguyên phân số, còn sử dụng phần mềm số sắp xỉ rất là đẹp. Đây là câu hỏi là tính xác suất nó đạt được chính phẩm, thì cái câu hỏi là giả sử sản phẩm lấy ra là chính phẩm, tính xác suất để nó thuộc vào hộp thứ nhất, hộp thứ hai, hộp thứ ba. Tiện bài này hỏi thêm như thế, giả sử sản phẩm lấy ra là chính phẩm, tính xác suất để thuộc hộp thứ nhất phải hộp thứ hai phải hộp thứ ba, thế thì lúc đấy nó như thế nào? Giả sử sản phẩm lấy ra là chính phẩm rồi, tính xác suất để là thuộc thứ nhất, thứ hai, thứ ba, như vậy là thực chất bây giờ chúng ta phải đi tính P của A1.
Thì chỉ còn mình ghi là B thôi nhỉ. Ừ. Đây. Thế là giả sử sản phẩm ấy ra là chính phẩm, ít xuất là thuộc vào nhất, thứ hai, thứ ba. Đấy. Thì có phải con này thì nó chính là P của A1B chia cho PB, PB ở trên vừa tính rồi. Làm cái này cho nó dễ. PA2B trên PB tương tự như vậy. Thế thì con trên này nó chính là P của A1 nhân với PB trên A1. PB tính rồi nhá. Đấy, tương tự như vậy. Tính là nó sẽ ra. Đấy là tính thủ công, tất nhiên là bấm máy tính một cái nó sẽ ra cả lò, nó ra hết luôn. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành được việc sắp xếp điện.